Nãy giờ là mình chạy nè anh em. Nãy giờ là mình chạy được 60 mấy cây từ Biên Hòa về và mức tiêu hao nhiên liệu là 6,4 lít trên 100 cây. Đó, em thấy không? Đây, nhìn kỹ nha, 6,4 lít trên 100 cây. Đây là bản Premium 2.0 nha anh em. Đây là bản Premium 2.0. Sau 1 năm trời chạy chiếc xe này cũng không có gì phải chê nó hết. Mình đã chạy chiếc xe này được hơn 1 năm rồi. Thì cũng video này cũng đánh giá sơ bộ với anh em cái mức tiêu hao nhiên liệu là bình thường là đường hỗn hợp này đi từ Biên Hòa về 6,5 lít, 6,4 lít trên 100 cây nè anh em. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Hôm nay nhà mình có thu hoạch bắp mới phơi nên là mình tạm thời đậu xe ở trên đây luôn. À rồi, tiếp tục những góc lái xe POV, những video chạy xe có kèo xe ha. Đó, nó kêu cái này két rồi. Tiếp tục chia sẻ với mọi người những cái video chạy xe. Và trước khi chạy xe thì lái xe thì nổ máy một chút, tại vì hôm nay có kèo xe đi Sài Gòn nha anh em. Hôm nay có một kèo xe đi Sài Gòn mà mới rửa xe xong trời làm như có vẻ hơi âm u, muốn mưa sao nhỉ. Hôm nay có kèo xe đi Sài Gòn và mình lại tiếp tục đồng hành với trên con Kia K3 Premium này. Mọi người xem mình đã lâu thì cũng biết mình đang chạy kèo xe trên con xe này, một chiếc xe yêu thích. Vẫn là những góc lái như vậy, cũng góc quay thế này và chia sẻ quay vlog bình thường thôi, cũng không có gì đặc sắc lâu anh em ạ. Cũng chỉ là những góc lái xe như thế này ha. Những góc lái xe như thế này có cái gì thì chia sẻ đó. Giờ đang phát wifi lên cái app của xe này, phát wifi vô rồi, ok, mở việc map live với lại YouTube lên rồi. Đấy, YouTube với lại việc map live, hai cái chỗ mình nó đang mạng hơi yếu, phải ra đường ấy, mạng chăng chữ E này, ra ngoài đường thì mới có wifi được, mấy mạng 4G mới mạng được. Và hành trình đi Sài Gòn, trước khi đi Sài Gòn là mình kiểm tra nạp phí VTC ha, đầy đủ. Mình có kèo xe chở khách đi Sài Gòn và hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều thì mình cũng quay những cái góc lái xe như vậy, có gì quay đó. Nếu mà trong quá trình mình chạy xe thì khách thì mình không có giao tiếp nhiều đâu, cũng chỉ là quay cái hành trình thôi, nên là mọi người xem thấy hơi bị nhàm chán, nên mọi người có thể lướt qua hoặc là xem những cái video mình lái xe vào chiều tối, hoặc là mình có gì mình chia sẻ đó trong video nhé. Còn giao tiếp với nói chuyện với khách thì mình dạo này cũng ít rồi đó. Quay qua cây khách nhiều quá cũng không hay. Quay riêng bản thân mình nó vẫn hợp lý hơn, không chia sẻ về cá nhân của người ta nhiều quá nha anh em nhé. Rồi, giờ hành trình đi thôi. Giờ mình sẽ đi lên nhà khách mình rước. Mình chở khách từ Xuân Lộc Đồng Nai đi Sài Gòn. Ok, let's go nha anh em. Đấy, đi thôi. Với là những cái góc quay POV quen thuộc. Rồi, let's go. Góc quay thành thánh của mình. Trời cũng giống như muốn mưa rồi anh em ạ. Trước khi đi đi thì nạp phí nha anh em. Phải nạp phí đầy đủ. Đấy, phải nạp phí đầy đủ. Lên cao tốc mà phải nạp phí, chứ không nạp phí là không được đâu. Bị phạt liền á. Và xăng thì còn chạy được 200 mấy chục cây thì đi đó lên trên cây xăng ở trên cao tốc sẽ đổ. Đổ chắc tầm 400-500 nghìn gì á ha. Còn bây giờ là vô nhà khách rước khách đã anh em ạ. Vậy chứ quay mấy cái video chạy xe cũng trên những cái trên phương diện gọi là chạy xe, chủ yếu chia sẻ về cá nhân một chút dạo này, chứ chia sẻ riêng quay mấy cái hành trình chở khách á, ví dụ xe hoa thì mình quay hành trình được, còn mấy câu chuyện cá nhân của người ta mình cũng ít quay, nên anh em thấy mình ít quay những cái video hành trình chở khách đúng không? Tại vì mình cũng không thích muốn đưa cái hình ảnh của người ta lên nhiều. Giờ mình chỉ có quay vào cái hành trình của mình thôi, mình lái xe này, có tờ đó mình rước mình đi, nên là khả năng là nói chuyện này kia có thể là mình cắt bớt anh em ha. Cái nào hay thì để lại, còn không thôi thì bây giờ cũng là một cái video hành trình của mình này, đang chạy trên con Kia K3 này chở người thôi nha anh em nhé. Đi Sài Gòn nha anh em nhé. 3 giờ chiều đi Sài Gòn, giờ lên thì nghe bảo là lên đường Sư Vạn Hạnh quận 10 sao á. Có thể là tối đi giờ này lên khả năng là kẹt đường này anh em nhá, khả năng kẹt đường đấy. Rồi cứ thế mà đi thôi nhá.
nó bán đồ trong nó nhiều. Cái cầu bên đây đúng không anh ạ? Đồ ăn đồ quá trời. Nói chung là tài xế mà như em mà đi lên mấy chỗ này á, nhiều khi ngồi chờ khách là không lo kiếm đồ ăn. Đồ ăn ra cái là thấy đồ ăn. Đúng rồi, vô lấy xe ra đẩy nha. Tại vì mình đi bộ nó kêu khỏe quá, không cho nhập viện. Nói với anh em là đi Sài Gòn đúng không? Nhưng mà do tình hình là mình chở bác này á, bác này phải vô trong đây nhập viện á, nên là mình không có đi Sài Gòn nữa, là chở bác lên thẳng bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đây là ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nha anh em nhé. Giờ mình sẽ đi vô chỗ để xe ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nãy mình không có quay cái khúc mình chở lên, tại vì bác mệt tới bê á, mình quay thì hơi bị mất lịch sự. Thì mình chở quay cái lúc mà chở lên bệnh viện nè. Giờ mình vô bãi gửi xe của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nè. Kiểu xe hôm nay là chở giống như kiểu chở đi cấp cứu á. Đến nãy chở vô đúng ngay cấp cứu luôn, chỗ cấp cứu luôn đó anh em. Đấy, bây giờ vô đây gửi xe. Ok, xe gửi xe. Dạ. Yeah. Rồi ngay đây. Đây, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ha anh em ha. Đó. Rồi đậu đây đây. Ở đây thì hơi hôm nay thì chỗ đây thì nhiều chỗ đậu rồi, khỏi lo. Khỏi lo không có chỗ đậu. Ok. Rồi. Rồi ok. Xong. Đấy, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đây. Đó. Mình thì đậu xe ở đây ha. Ra đằng sau đây có đồ ăn, đồ uống luôn nè, đầy đủ. Đây là góc quay của mình. Nè, xe nè. Nãy có tờ là chở lên Sài Gòn nè anh em ạ. À. Nói anh em đi cao tốc thì quay video cao tốc mà thấy chở đi bệnh viện Đồng Nai luôn. Thế là bây giờ là mình sẽ để đậu xe ở ngay bệnh viện Đồng Nai thì tốn gửi xe có 7.000 nè. Mà khoái nhất ở đậu xe với lại chỗ đậu xe ở Đồng Nai là nó rộng rãi nè. Thứ nhất, thứ hai là biết sao nữa nè, ăn uống đã lắm. Có nghĩa là mình ra ngoài đây là có đồ ăn uống luôn. Còn đi vệ sinh thì đi vô trong bệnh viện. Đó anh em thấy không? Còn đây là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy. Mình tắt máy xong rồi mình đi kiếm gì mình ăn hoặc là uống cà phê. Đó, vậy để thôi, trong tí nữa chờ cô chú nhập viện xong rồi mình cầm túi, cầm đồ vô cho ha. Đấy. Rồi ok, vậy thôi ha. Đây là cái chỗ gửi xe nè. Đó. Mình ra khoa Đồng Nai về bên đây mà anh em nè, thấy không? Bây giờ là 17:12. Đó. Giờ đi vô trong kia đi vệ sinh anh em ạ. À.
Có gì nói với vô cái ba cái bệnh viện này ghê quá anh em. Thấy chợ nhiều người đi cấp cứu rồi, đâm ra giờ anh em nên chú ý sức khỏe nha. Đây là cái chỗ hành lang này, đi sang bên kia là vô trong chỗ căng tin. Căng tin thì có chỗ gì, căng tin trong kia là có chỗ ấy luôn nè, chỗ vệ sinh luôn anh em ơi. Đi ra ngoài đường, ngoài kia là đường Đồng Khởi. Trời làm như sắp mưa rồi sao vậy? Thì đi vô trong đây để vô trong á, cái chỗ nào đi vệ sinh thì mình đi vệ sinh thôi nha anh em. Bệnh viện, cái bệnh viện Đa khoa Đồng Nai này lớn ghê thiệt anh em. Ở dưới đây, ở bên kia, ở khu vực góc bên này nó có cái hầm gửi xe nè. Ok không? Giờ đang ngồi đây ngắm ngắm đường, ngắm xe nè. Đó. Bệnh viện Đồng Nai này nó có một dãy nè, hai dãy. Có nhiều dãy lắm anh em, quá trời dãy luôn. Nhiều lắm. Mình vừa mới vô trong kia đi vệ sinh đó nè. Đó, đi vô trong cái chỗ đó đó. Khu khám các kiểu. Nói gì nói chứ tiền tài vật chất các kiểu làm không giữ sức khỏe là vô đây tiêu hết. Đẹp. Bởi vậy. Mình chở nhiều người rồi, mình thấy làm có nhiều người làm cả đời, làm hoài đến khi vô đây nuôi hết. Làm nhiều quá rồi bật tật các kiểu. Giờ mà không làm thì lại không có tiền anh em ha. Giờ cứ chung quy là cứ đi làm. Xong rồi nhưng mà cũng phải giữ sức khỏe nha nè. Xe thì đậu ở đây nè anh em. Đó. Thời tiết giờ nó cũng tối rồi. Bây giờ là mình sẽ ngồi đây chờ. Mình đi ăn luôn mà sợ mất công tí người ta gọi á. Lại đang ăn gấp. Hay là giờ đi ăn ta. Giờ đi ăn mà đi bộ tút lên trên kia mới có đồ ăn. Đang định tí nữa đi xe đi tàn về. Rồi mua gì uống rồi tính tiếp. Hay là giờ làm ly cà phê nhỉ. Ở dưới kia có căn tin đó nè. Ở dưới kia có căn tin đó. Để nó ra mua ly cà phê cũng được. Tại vì chở người ta vô cấp cứu xong rồi người ta xem tình hình ổn không người ta sẽ nhập viện. Anh em không? Đó. Nên khả năng là chắc là làm hồ sơ xong rồi chuẩn bị các kiểu lâu lắm. Thôi đi ăn đi. Đi ăn cơm đi. Đây là đường Đồng Khởi nè anh em. Đường Đồng Khởi về đêm. Đây bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nè. Đi bên dọc chỗ này là đầy đồ ăn luôn. Đây đường Đồng Khởi nha anh em. Đồ ăn đầy luôn. Bún bò đi ha, ăn bún bò đi ha. Một phần bún bò đi. Rồi, ăn đây đúng không? Ăn đây được bò hành lá nha. Rồi, ok. Ăn bún bò nha anh em. Ăn bún bò ngay đây. Ngay bệnh viện đại học luôn. À chứ, ngay đây. Ngay bệnh viện Đa khoa chứ, bệnh viện đại học gì? Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đi bệnh viện đại học Y Dược, biết quen rồi. Ok, cảm ơn con. Làm tô bún bò nha anh em. Đây là đường Đồng Khởi. Chỗ này mình ăn là lần thứ hai rồi đó. Quay buổi tối khúc này giờ quay còn thấy sáng chứ một lúc nữa là không thấy gì hết.
ở bên kia có một cái đường vô là nó sẽ có cái cà phê võng đó, cà phê võng cho mình nằm. Nhưng mà thôi chắc mua một ly nước và một ly cà phê vô trong kia ngồi luôn. Anh hôm nay anh hôm nay đi quay BOV lái xe mà giờ chuyển sang review ẩm thực à? Bị ngon. Anh lề đường vậy mà nó ngon anh em ạ. Giờ mình sẽ để camera ở đây. Rồi ok, mời anh em ăn cùng với mình nha. Lâu rồi, lâu rồi. Ok. Anh nhanh nhanh đi, mất công tí nữa khách gọi nữa. Xe máy không à anh em ạ? Nghe tiếng xe máy không ạ? Đã ok. Đi ba cái bệnh viện ở trên Sài Gòn á, kiếm cái chỗ gửi xe thôi cũng mệt đó. Ớt ngon quá.
ơn thôi nha. Đi bộ qua bên đây đường anh em. Bên kia là trường đại học đại học ngoài bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đối diện đại học đường đối diện bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là có cái hẻm này. Có cái đường này vô trong ngoài có quán cà phê Võng. Đi thẳng vô luôn. Thì thẳng vô trong đây là có một cái quán cà phê Võng nha anh em. Thẳng vô sâu, hơi sâu. Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp. Đây quá. Đây. Cà phê pha máy. Cà phê pha máy. Vô đây uống cà phê lại đi nè. Vô đây uống cà phê đi ha. Dạ rồi, xong ai em lên. Dạ rồi, ok anh. Rồi ok, về thôi nha anh em. Thì hình là thế này nè. Bây giờ thì khách thì lại nhập viện rồi. Giờ mình sẽ đi về trên con Kia K3 Remium này một mình. Thì cũng đang theo nội dung là chạy xe dịch vụ. Nhưng mà thôi, bẻ nội dung một chút nha. Nay ăn uống này kia. Thì nói chung là một video cơ bản của mình. Thì bây giờ là mình sẽ đi về. Thì trên con Kia K3 Remium. Xe thì chạy cũng được hơn một năm rồi. Ok, thì vừa đi xe vừa nói về chiếc xe này một chút, vừa đánh giá này kia cho anh em vui ha.
Bây giờ là mình sẽ đi về. Về thôi. Bây giờ mình đang ở trong trong chỗ bãi gửi xe ở trong bệnh viện Đồng Nai. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài đó. Mình chạy ra ngoài đó nè. Ok. Rồi ok. Rồi. Dễ thôi nha anh em. Rồi chiếc xe kia nó đang dè. Chạy được 43.413 cây. Sau mua hồi tháng 8/2023. Bây giờ là tháng 11/2024. Tháng 8, tháng 10, tháng 11 là 3 tháng đúng không anh em? Vậy là 1 năm 3 tháng. Xe này đã đi được 1 năm 3 tháng, chạy được 43.000 cây. Mà trong khi đó là mình là một trong những người là chạy chiếc xe này để phục vụ quá trình chạy dịch vụ. Mà bây giờ là chạy được có 43.000 cây thì phải nói là quá ít đúng không anh em? Phải nói là quá ít. Rồi, ok. Giờ mình sẽ đi ra ngoài. Đi một mình một xe từ Biên Hòa về. Mình định về nhà ở Biên Hòa nhưng mà thôi về mai còn có kèo đi cho thằng bạn mình gửi xe trong Bình đó. Bình Carnival nữa. Rồi bây giờ đánh giá chiếc xe này đi ha. Chạy 43.000 cây thì nó có cái mặt gì, lợi hại như thế nào đối với chiếc xe 2.0. Thì nói về cơ bản, nói một lần nữa này, mình nghĩ là nhiều anh em xem video của mình mới mua xe á, thì mình có một số anh em là mới mua xe đều do xem video mình thường xuyên mới mua. Mình cũng cảm ơn anh em nhiều nhá. Mình mua xe thì cũng hồi trước cũng giống như anh em là hay xem review trên mạng lắm, nhưng mà mua nhưng mà cũng phải xem cái xe này nó có lành không, lành bệnh không. Thì đối với mình chiếc Kia K3 này khá là lành với mình, tại vì nó chưa bị lỗi vặt gì hết, nó không có bị lỗi vặt gì hết nhá. Mà mình mua bản 2.0 là mình muốn xe nó mạnh thôi, chạy cho sướng thôi. Và hiện tại giờ là mình chiếc xe này chạy được 43.000 cây sau hơn 1 năm đi, 1 năm 3 tháng đi. Thì lỗi thì chưa có, chỉ có cái ghế da, cái ghế ngồi phía tài này ngồi lâu quá nó bị xẹp. Nó bị xẹp rồi nhá. Và đi xa và đi đường trường thì tốc độ mà full tải thì mình có mấy cái video đi Bình Phước á, full tải thì 7 lít trên 100 cây. Nha anh em nha, 7 lít trên 100 cây. Full là hỗn hợp, còn đi một mình hoặc đi một hai người mà không đủ tải á, không full tải á thì rơi khoảng tầm 6,5 lít trên 100 cây hỗn hợp. Còn nếu mà đi cao tốc đạp mà bình thường á thì nó sẽ là tầm 6 lít dưới 6 lít luôn đối với bản 2.0 nhé. Và mình xe của mình thì đi được hơn 1 năm rồi thì thực chất là không có cái gì để mình chê lắm. Cái độ ồn của xe thì mình phải nói là những cái dòng xe phân khúc C thì tiền nào của đó thôi. Giá tầm khoảng 650-700 triệu thì cái độ ồn, cách âm thì nó hoàn thiện về cơ bản là được. Đối với K3 thì mình nghĩ là nó đỡ ồn hơn Mazda 3. Còn Elantra mình chưa đi thì mình không biết nó có ồn hơn hay không thì mình không biết nhá. Đấy. Còn đối với cách âm, độ ồn thì anh em mỗi người một cảm nhận. Còn về da ghế thì hiện tại là cái ghế tài này thì nó hơi bị ngồi mình nặng á, mình hơn 80 kg mà mình cao mét gần mét 8 lận, nên là ngồi rất là nặng, nên là chiếc cái ghế thì chạy được 40 mấy ngàn cây thì nó cũng bị xẹp rồi đấy nhá. Còn mấy cái ghế này thì vẫn còn ok đấy, vẫn còn ổn lắm. Thấy là chở khách này, khách để cái bọc chăn này. Khách để cái bọc chăn này thì nó bị bổ đi, không quên để đây đi đó. Rồi xe thì về cơ bản mình chạy xe thì rất là dữ, chăm sóc xe thường xuyên, rửa dọn xe, chăm sóc xe cũng như là bảo dưỡng xe thường xuyên. Xe rất là lành nhá, chưa bị lỗi vặt gì và cũng không có cái hiện tượng gọi là báo tiền gì cả hết. Nói chung là lành, khá là lành đối với chiếc Kia K3. Đối với những anh em nào mà đi những dòng như là Cerato ha, của phân khúc C nè, cũng của Kia Haga thì nó rất là lành. Sang Kia K3 nó cũng rất là lành bạn luôn. Mình mua bản 2.0 cơ bản thì chạy anh em, nhiều anh em nói chạy dịch vụ thì không có ăn, nhưng mà đối với mình thì ăn hay không ăn thì nhiều kèo là có ăn thôi. Nhưng mà về cơ bản mình đang trải nghiệm chiếc xe, muốn chiếc xe được xe mình trải nghiệm nó mạnh á thì mình mua 2.0 thôi ha. Còn thích nhất có cái cửa sổ trời. Có nhiều anh em kêu là anh lái xe này có nặng không, thì cái vô lăng nặng nha.
cái vô lăng thì nó hơi nặng, hơi nặng, hơi nặng đối với mình. Ví dụ như những anh em đi nhiều dòng xe khác nhau hoặc đi sang chiếc K3 Kia K3 này á, thì chắc chắn Hải cũng kêu là vô lăng của K3 nó nặng hơn ha, đánh lái một tay nó hơi kiểu hơi gồng chút đó nhá. Cái đó là sự thật, mình không nói điều đâu. Anh em hỏi anh em, những anh em đã chạy Kia K3 rồi anh em sẽ biết. Và đối với mình thì chiếc Kia K3 này thì đèn hơi tối nhá, đèn hơi tối, đèn thì đèn zin hơi tối. Đây anh em có thể nhìn qua camera, có thể anh em hơi không nhìn thấy rõ lắm đâu, nhưng mà nhưng mà nó hơi tối, thì đi đêm tối lắm, đi cao tốc của mình đi cao tốc hơi tối nhá. Về dàn lặn, có nhiều anh em hỏi là dàn lặn nó làm mát nhanh không, thì cơ bản thì làm mát nhanh không thì mình không biết, nhưng mà mình có chế độ đề nổ từ xa. Trước khi lên xe mình đề nổ khoảng 5-10 phút hoặc là 2-3 phút gì đó thì cơ bản lên xe là nó mát rồi. Còn lúc mà lên xe nổ máy lên thì phải chờ một chút, khoảng chạy khoảng từ 3-5 phút thì bắt đầu gọi là mát. Mát gọi là mát ok. Còn mát sâu thì phải chạy khoảng trên 10 phút thì nó mới mát sâu là sâu được nhá. À, về làm mát thì chắc mình nghĩ là nó không có làm mát nhanh lắm đâu ha, vừa vừa ổn thôi. Nhưng mà mình xe mình có đề nổ từ xa, nhiều khi đậu xe ở ngoài trời nắng á, đề nổ từ xa cái là nó làm mát luôn. Ok, bạn của mình bạn premium nhá anh em nhá. Đó. Còn về các tính năng cơ bản của xe thì full up bản của mình thì có làm mát ghế này, không có phanh tay cơ, không có phanh tay điện tử, chỉ là phanh tay cơ thôi. Có nhiều anh em không thích phanh tay cơ ha. Đó, còn phanh tay cơ. Còn xe thì màn hình khá là to, mình thích nhất cách là to, đánh giá đối với mình là màn hình to này, khỏi cần độ gì hết, gắn cái của Android Box rồi xem được video, xem được webmap các kiểu ha. Đó. Rồi, không gian thì phân khúc xe thì mình đánh giá là tướng mình khá là to cao, mà mình ngồi trên chiếc xe này khoang lái nè anh em thấy không, ngồi rất là rộng rãi thoải mái luôn, không có hiện tượng gọi là bị nhỏ quá. Đấy, bị nhỏ quá, mình tướng mình khá là to và mập nên là mình ngồi cảm giác vẫn thoải mái, vẫn khá là ok. Đấy. Đang uống ly cà phê dở nè anh em nè. Rồi gì nữa ta? Gạt mưa hả? Gạt mưa thì hiện tại chạy được gạt mưa thì đang chạy được 43.000 cây thì hiện tượng là gạt mưa là nó gạt không có được gọi là sập rồi nha, nó vẫn còn vết bờn bờn nha, nên cái gạt mưa khả năng sắp tới phải thay một cặp gạt mưa khác nhá. Đó. Thay một cái cặp gạt mưa khác thôi. Chứ cái gạt mưa zin này thì hiện tại giờ xài cũng hơi tới tới rồi. Còn về đánh giá cái nữa là hai cái đèn đằng trước á nó bị ố vàng, hai cái đèn dummy, cái đèn sương mù á, đèn mi dummy á anh em. Đó thì nó bị vàng ha. Nó bị hai cái led nó bị vàng nên là mình đã bảo hành một cái rồi, còn một cái nó đang hiện tượng ố vàng rồi. Bảo hành nốt, đi bảo hành được trong vòng xe được trong vòng 3 năm sẽ bảo hành. Đó. Không gian đánh giá được cái là xe này có cái cốp rất là rộng, anh em ngồi anh em chở đồ hoặc là anh em xem mình đã lâu thì mình có mấy pha là chở rất là nhiều vali luôn, nên cái cốp sau khá là rộng rãi á. Nói chung là ok. Để nói chung là ổn định nhá. Mình mua bản Bre thực chất là mình muốn cái chức năng trên xe nó gần như là đầy đủ anh em. Màn hình to đẹp, xong rồi có nhớ ghế này các kiểu, làm mát ghế, đi xa mà có làm mát ghế. Đối với những mình là cái người hay ra mồ hôi lưng nữa anh em, có cái chế độ làm mát ghế nó sướng lắm anh em, đi cảm giác sướng lắm. Đó. Về đêm á thì mọi người có thể xem qua video này, mình lái xe vào buổi tối, tại vì mình dạo này có nhiều anh em thích mình lái xe vào buổi tối chiều chiều á, thì anh em có thể xem mình nội thất, đây nội thất của xe. Mình có đổ thêm cái dãy đèn led nội thất đó, led nội thất thì anh em nhìn thấy led nội thất thì nó khá là đẹp ha. Còn cái đèn, mấy cái đèn mà chi tiết như trên vô lăng đỏ này nè, đó nó cũng khá là hài hòa ha, khá là đẹp. Rồi vậy thôi, về cơ bản thôi. Loa hả? Loa thì nghe ổn thôi, thật sự loa zin thì nghe ổn thôi chứ không nghe ngon nhá, nghe ổn thôi, nghe được thôi chứ không có ngon. Không dám mở nhạc đâu, tại vì mình đăng video lên trên YouTube nhà bản quyền nhiều lắm anh em ạ, nên mình không dám nhá, nên là test loa test nhạc nhiều khi không dám. Nhưng mà loa zin thì nghe ổn thôi chứ không nghe được gọi là vip lắm đâu nhá anh em nhá. Độ cách âm thì anh em có thể, đây mình đang chạy đường trường này, anh em có thể tự nghe qua camera nha. Ồ đó. Đó. Xe thì chạy 40.000 cây rồi, lốp vẫn còn trong tình trạng hoạt động tốt, chưa cần phải thay lốp nhá, chưa cần phải thay lốp. Đối với mình thì chưa phải thay lốp.
Xe thì đối với mình đánh giá thì đối riêng mình thích cái kiểu mẫu của nó khá là đẹp đối với mình thôi, còn nhiều anh em không thích. Xe Hàn thì nó có một cái thế này nè, nó hay bị đổi mẫu á, nhiều khi đang chạy K3 là sang năm nó ra K4 rồi anh em ạ. Sang năm nó ra K4 rồi, nhiều khi mình đang đi K3 chưa chán nên lên K4. Nhưng mà mua xe để phục vụ công việc, mua xe để phục vụ gia đình, không có quan tâm cái vấn đề lắm. Ra mẫu mới thì ra mẫu mới đi anh em, sau này mua mẫu mới anh em trải nghiệm sau. Còn hiện tại là đang phục vụ công việc với là phục vụ mình hiện tại thì mình vẫn lựa chọn cái xe này hiện tại để mình sử dụng đó, vậy thôi ha. À, có gì nữa nhỉ, có cái gì để nói với anh em cho hợp lý nhỉ? Đối với mình thì về cơ bản thì chạy một chiếc xe, trải nghiệm một chiếc xe và đánh giá một chiếc xe thì trên quan điểm cá nhân mình đã đi được hơn một năm nay rồi, chạy 40,000 cây thì mình cũng đủ quan điểm để mà trả lời những cái câu hỏi của anh em. Và cái bảo dưỡng của xe thì mình đã chia sẻ với anh em, cho có một cái video mình bảo dưỡng chia sẻ từ một mốc 1,000 cây tới 40,000 cây rồi đó. Anh em có thể xem vô kênh mình xem lại, hoặc là gõ bảo dưỡng xe Kia K3 từ mốc 1,000 cây tới 40,000 cây sẽ ra video của mình luôn, mình hứa luôn anh em, gõ là ra liền. Mình chia sẻ các mốc bảo dưỡng từ 1,000 cây mới mua xe cho tới 40,000 cây thì thực chất là mốc nào mình cũng bảo dưỡng dưới 2 triệu hết, chỉ có cái mốc 40,000 cây là cao lắm mình mới đủ bảo dưỡng 3,5 triệu thôi, mình loại hết mấy cái nào cần thì thay thế, cái nào cần thay thế thì mình theo thời gian thì thay thôi, còn về cơ bản xe vẫn gọi là hoạt động tốt, xe vẫn còn mới nhá. Giống như ngày hôm nay có một kèo xe này cũng vừa chở người ta lên rồi, giờ mình đi xe trống về thì có cơ hội làm video chia sẻ lái xe đánh giá chiếc xe này cho anh em sau 43,000 cây, giống như sau mình sẽ ghi là sau hơn một năm chạy thì để cho anh em tìm hiểu, những anh em nào đang muốn mua chiếc xe này để anh em tìm hiểu để anh em chạy nhá. Về cái thông số cơ bản thì xe thì anh em phải tìm hiểu trên mạng rồi, với là tìm hiểu từ sale về xe cho 2.1.6 này kia thì 1.6 xe tiêu hao đỡ hơn 2 chấm, thì anh em xác định mua xe để phục vụ gia đình thì mình vẫn khuyên mua 2 chấm chạy sướng lắm. Vừa rồi mình có một cái kèo đi Bình Phước full tải luôn, ai cũng to và mập hết, mình chạy trên con 2 chấm cực kỳ lướt, cực kỳ sướng, mà có 7 lít/100 cây là khá là ổn luôn nha anh em nhá. Đấy, không có đòi hỏi gì cả. Đấy, bởi vậy mình mới ưu tiên mua bản Bore nè. Mình thích mua bản Bore, bản full mà 2 chấm chạy luôn. Rất nhiều anh em mua bản Luxury xong về hối hận, kia là biết dạy thêm vài chục nữa mua bản Bore luôn. Mua bản Bore mình vẫn khuyên anh em mua bản Bore nhé. Đó, vẫn đã hơn. Còn về thực chất thì lái xe thì trên cao tốc có nhiều anh em kêu là xe này bị trao đảo các kiểu, hay là nó không có được gọi là đầm, thì tất nhiên rồi, xe thì xác nó nhẹ mà chở full tải thì chạy mới đầm lên cao tốc, còn bình thường đi một mình xe thì nó hơi nhẹ nhẹ thì nó lướt, nó hơi bồng bềnh thôi, vậy thôi. Quanh thuốc xe mà đối với như vậy là quá ổn rồi, không có gì chê hết. Đó. Còn về xe nội thất xe thì mình xe bản Bore này thì của mình là nội thất màu đen nên là xe không có để nói bị dơ lắm nhá. Này. Đấy. Đang chạy ra tới đây là khu bệnh viện Thánh Tâm, đang là ở trên quốc lộ 1, chuẩn bị mình đâm về hướng mình đi về Xuân Lộc ha. Thì đi hướng này chia sẻ thôi, cũng vừa lái xe coi có gì hay không chia sẻ, nhưng mà đánh giá sau hơn một năm chạy thì đối với mình là mình rất là hài lòng. Mình không có khuyên là anh em nên mua chiếc này, nhưng mà anh em có thể xem những cái video của mình để tự cảm nhận chiếc xe. Mình là một người sử dụng, mình đã chạy được hơn một năm nay rồi và mình thấy chiếc xe này khá là lành, đối với mình khá là lành bệnh và bảo dưỡng khá là rẻ. Bảo dưỡng của chiếc Kia K3 này mình đánh giá nha là lành nhất và đỡ tốn kém nhất tất cả các dòng. Ví dụ anh em lên K5 một chút nữa bảo dưỡng rất là tốn này đó, hoặc là những dòng Carnival cao cấp nó rất là tốn, nhưng mà đối với mình chiếc K3 này nó vừa sức với những anh em nào mà mới mua một chiếc xe để chạy dịch vụ, để trả góp, hoặc là mua anh em mới mua một chiếc xe mà kinh tế vừa gia đình vừa phải thì để mua một chiếc xe mình nghĩ là phù hợp với chiếc này. Ví dụ như là mình mua một cái bảo hiểm 2 triệu một năm đó, chiếc xe của mình là năm sau còn có 6,5 triệu một năm à. Tại vì nó hàng năm là cái bảo hiểm nó sẽ giảm đi, nó giảm theo cái giá trị xe. Thì nó giảm đi, ví dụ như xe mình 700 triệu thì sẽ là 7 triệu một năm bảo hiểm 2 triệu. Còn bảo hiểm dần dần đi, giống như năm sau mình đóng còn 6,5 triệu, xong rồi phí đăng kiểm thì anh em cứ yên tâm, xe mình 3 năm sau mới đi đăng kiểm lại, nên là 3 năm sau thì cái chuyện của 3 năm sau thì lúc đó là nó khác rồi. Còn hiện tại bây giờ là sang năm thứ 2 chạy rồi, nó vẫn còn ổn định, vẫn quá ok đối với mình. Vậy thôi. Còn những anh em nào mà xác định mà mua xe để mà chạy dịch vụ thì mua 1.6 nhé, để cho có ăn hơn. Đối với mình thì mình cũng vừa chạy dịch vụ nhưng mà mình cũng vừa chạy gia đình, nên là mình mua 2.0 luôn, chạy cho sướng đó.
đó là quan điểm của mình. Thôi nãy giờ nói đánh giá thì đánh giờ còn đánh giá gì nữa không nhỉ? Hiện tại giờ chạy được 10 cây là đang mức tiêu hao nhiên liệu đang là 6,5 lít trên 100 cây nè anh em nè, đó đang 6,5 lít trên 100 cây nè, đó đang chia sẻ với anh em 6,5 lít trên 100 cây này nhá. Ở đằng sau đây là đang ở đằng sau có một chiếc xe cứu thương nó đang chạy lên. Rồi bây giờ mình sẽ tấp ra giữa này để cho chiếc xe này nó xe cứu thương nó lên, chuẩn bị xe cứu thương nó chạy lên nè. Đó mình thấy đằng xe cứu thương sau đặc biệt những anh em lái mới nè, đó thấy xe cứu thương lên không, đó nó đang chạy dưới lên, anh em cố gắng nhường nha. Đó mình xi nhan mình nhường, mình cũng phải nhường nhìn một cái gương bên đây là có xe máy không nè, đó xe cứu thương kìa. Nhưng đặc biệt những anh vừa chia sẻ vừa đánh giá xe cũng vừa chia sẻ quá trình lái xe cho anh em những lái mới nè, ví dụ thấy chiếc xe cứu thương đó đúng không, là mình từ xa rồi mình nhìn gương nha, nó biết nó chạy từ bên đằng sau nó chạy lên này á, thì anh em cố gắng anh em xi nhan xin chéo qua đây, nhưng mà cũng phải nhìn cái len này có xe máy không nha, coi chừng vội vàng quá lại đánh lái ra cái là lụm người ta xe máy bên này liền. Thí dụ như có chiếc xe mà cứu thương nó chạy tới, hoặc là chỗ này có con len lươn cao nè, đó xe cứu thương chạy tới thì mình ép hơi sát sang đây tạo cái khe hở cho xe cứu thương nó chạy, đó, phải nhường xe cứu thương nhá anh em, học luật giao thông anh em cũng phải biết rồi đó. Còn lái trên quốc lộ 1 này thì rất là đơn giản thôi, những anh em lái mới đi cố gắng tập lái ở ngoài đường đi nhiều là sẽ dàn xe thôi, là quen xe thôi, chứ mình không biết chia sẻ gì nữa, mình không phải là thầy thợ gì để mà chỉ anh em được đâu, chỉ là quan điểm cá nhân thôi ha. Đang nói về đánh giá xe thì vậy thôi. Tí nó đổ xăng, tí nó mình sẽ đổ xăng một phát nữa, mình xét kiếm một cái petro mình đổ đầy bình xăng bên ha. Mình thì có một thói quen là hay đổ xăng đầy bình. đổ đầy chút chạy cho nó sướng anh em à. Hả? Rồi, yeah. Đang lái xe trên quốc lộ 1 nè. Mới có gì chia sẻ với anh em nữa không? đang mở nhạc nghe nè. Mình không biết sao chứ mình có một số anh em theo dõi mình trên kênh mình, lý do là có một số bạn xem mình tìm hiểu về Kia K3 khá là nhiều, anh em bình luận khá là nhiều và đánh giá trên Facebook khá nhiều, mình nhiều khi không có thời gian trả lời luôn á. Bình luận xong rồi mình bình luận thì có gì xe mình trả lời đó, nhưng mà mình hay video quay vlog hàng ngày, lâu lâu mới chọc vô được video kiểu nói chuyện mới về chiếc xe này một chút này. Vừa lái xe vừa chia sẻ thôi. Có nhiều anh em thích mình lái xe buổi tối, có nhiều anh em thích mình chia sẻ về bảo dưỡng xe, có nhiều anh em thích mình chỉ cho cách lái xe rồi các tùm lum hết đủ hết. Nhưng mà đối với kênh của mình thì kênh của mình thuộc dạng là kênh tùm lum á, nó làm tè le lét hết nội dung ấy. Có gì chia sẻ đó, giống như tự nhiên đang là quay một cái video chạy dụ thì bây giờ lái xăng đánh giá xe luôn, anh em thấy tào lao chưa, phải kệ có video quay chia sẻ anh em. Rồi đó nhá, chạy 43.000 cây mà 1 năm 3 tháng rồi, chạy hơn 1 năm 3 tháng rồi. Chi phí nuôi xe thì cơ bản chạy nó kiếm tiền ra thì nó nuôi nó được nha, vậy thôi. Còn sắp định phục vụ gia đình thì anh em đã có một cái khoản riêng nuôi xe rồi, hoặc là anh em đã có công việc ổn định rồi thì mua một chiếc xe sử dụng thì quá là bình thường. Còn đối với mình là mình lấy chiếc xe này mình đang lấy chiếc xe nó nuôi nó và nuôi mình luôn, nên là cũng là một chiếc xe kiếm tiền đối với mình. Đó vậy thôi. Đối với mình vậy, như vậy là có hài lòng rồi ha, hài lòng tất cả mọi thứ trên chiếc xe này mình đều hài lòng hết. Chỉ có một cái điểm là thế này, có nhiều anh em không thích phanh tay cơ ha, mình thì mình cũng vậy thôi, có phải nói là có phanh tay điện tử thì nó hay ha, phanh tay điện tử và cái màn hình về màn hình thì thông số của vòng tua số km này nè, mà nó là LCD, nó là đồng hồ mà kiểu điện đồng hồ điện hết ha, kiểu màn hình led hết các kiểu anh em, nó nhìn nó xịn hơn đúng không, LCD đồ nhìn nó thông số km thông số tour nó đẹp đúng không, bản Hàn Quốc là nó đâu có cắt đâu, về Việt Nam cắt hết trơn. Đấy. Rồi đi xe nhớ xem hết bản khu dân cư hay không nha, chạy xe là không có xem biển báo rồi là bị công an lụm nữa anh em ạ. Mình đang sắp tới chặng bom rồi. Xe thì chạy 43.000 cây rồi thì chưa thay thế cái món gì ghê gớm nhá, chưa thay thế gì hết, mình chưa thay thế chỉ có bảo dưỡng thôi, chỉ có bảo dưỡng chưa thay thế gì một cái gì luôn. Tại vì 40.000 cây nó vẫn gọi là nằm trong tầm kiểm soát, vẫn quá ok đó, nên là mình mới nói là Kia K3 là một trong những dòng xe khá là lành.
đối với những anh em nào mà mới sở hữu xe này, lo lắng về bảo dưỡng xe trong nuôi một chiếc xe thì mình nói thiệt là chiếc Kia K3 là khá là hợp lý thôi nhá. Mình đó mình chia sẻ với anh em là như vậy. Còn về những cái yếu tố cơ bản như là cách âm các kiểu thì thôi, xe như vậy là ổn rồi nha anh em ha. Giờ được cái là thích nhất là cái xe này là phân khúc C, nó rộng rãi, nhiều khi mình chở người ai cũng khen xe này rộng đã anh em ạ. Xe rộng rãi đã lắm, phân khúc C dù gì anh em mua những cái dòng như Vios hoặc là Accent á, nó nhỏ, phân khúc C nhỏ này, giống như trước có một chiếc Accent nó đang chuẩn bị ra đường này đó, nhỏ xíu à, ngồi trong chặt lắm đúng không. Còn đối với mình thì mình nghĩ là chiếc này đối với mình là như vậy là ổn rồi, ổn nha anh em, chiếc này như vậy là ổn rồi đấy, không có việc gì mà mình chê nữa đấy, không có việc gì mình chê nữa. Rồi còn gì để chia sẻ nữa không ta, còn gì để chia sẻ nữa không nhà. À, hình như cũng hết rồi. Lái xe đi ha, lái xe là tiếp tục lái xe. Sau một năm chạy, hơn một năm chạy rồi, hài lòng với chiếc xe này ha, hài lòng. Anh em thích mình lái xe vào buổi tối không? Mấy có nhiều bạn thích mình lái xe vào buổi tối lắm. Mình thì độc thoại nội tâm, nói chuyện điên, nói chuyện khùng riết quen rồi. Đấy. Đây là góc nhìn thứ nhất của mình POV á. Giờ không biết về đặt tựa đề nội dung này là đánh giá xe hay là kèo xe dịch vụ đây. Kèo xe dịch vụ thì không có quay cái hành trình chở, nên chỉ có chở người ta tới xong rồi ăn uống rồi nãy giờ ăn vậy đó, hành trình vậy đó. Xong rồi giờ đánh giá chiếc xe thì khúc đi về là làm video đánh giá. Bây giờ là mình sẽ vượt chiếc xe trước nè. Rồi, có một chiếc xe máy nó đang lao lên. Nhớ nha. Rồi nhìn gương nha, rồi xi nhan ra rồi. Tại vì cái xe tải nó đi chậm quá. Xi nhan luôn, dưới bật xi nhan liên tục luôn nha. Những anh em nào lái mới nè. Đó. Cái hoặc xác định là cái len của này là len xe du lịch chạy được nha, không phải là mối xe tải. Không phải là mối xe máy đâu, len này xe du lịch vẫn chạy được. Nhưng mà mình phải luôn bật xi nhan. Rồi ok. Đó, xe thấy xe máy không? Rồi nhìn gương xe sau luôn. Rồi, thế khoảng cách an toàn với xe tải rồi, sang làn bên này. Mà anh em xe anh em phải liếc mắt, giống như mình liếc bên này, liếc bên này, liếc bên này, chứ không phải là nhìn về một phía đâu nhá. Rồi bật cái này lên cho mọi người xem này, hiển thị nè. Ui gì vậy, cái gì ở dưới đường vậy? Rồi chỗ này là chặn bom rồi, về chặn bom rồi, chuẩn bị vô trạm thu phí để mà chắc ra đó có cái petrol, mình sẽ đổ xăng luôn, mình sẽ đổ đầy bình xăng petrol luôn. Rồi chỗ này là đường Võ Nguyên Giáp phải không ta anh em, đường tránh Biên Hòa đi thẳng về ngã tư Vũng Tàu á. Còn đây là đang ra tuyến quốc lộ 1 này. Rồi khúc cua này đổi chỉ nè, xe đã tạt nè. À cua vừa thôi nha, đừng lủi vô các con lươn này nha, nhìn nha, lo nhìn ở bên đây không, mà không lo nhìn bên đây là lủi vô con lươn dài to nè đó. Dễ lắm anh em, nhiều anh em lái mới cứ lúc mình xi nhan mình cua ra mình cứ tập trung nhìn đúng một cái góc này thôi, mà cái mắt của mình phải luôn luôn nhìn hai gương hai bên và nhìn xung quanh, cái mắt mình là 360 á nhá. À, nó luôn là vậy. Và cái xe trước là cái xe cong à, với khoảng cách hộ mình đừng có dí cái đít sát quá. À, đây, anh em thấy không, mình xe đó nó đi chậm mình cũng đi chậm theo nó, không thì mình xi nhan sang đây mình vượt luôn. Còn xe thì tại giờ đường rất là đông nè, vượt sang kia dân chửi á nha. À, đi sang lên này dân chửi liền. À, giờ cứ đi tần tèn đó, thấy khoảng cách ok, đường thông thoáng rồi mới vượt qua xe công này. Còn thấy xe máy đang tùm lum la này đó, kệ nó, mình cũng không có gì về vội, mình cứ đi tần tàn đó, thấy anh em thấy không đó, xe máy thì họ đi rất là nhiều đó, đi rất là nhiều luôn đó, đó 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 đó, xe máy rất là nhiều đó, bởi vậy bây giờ là vậy đó. Bây giờ là mình sẽ chắc tí nữa mình sẽ đi đổ xăng ha, xuống dưới cây đổ xăng rồi quay video tiếp cho anh em xem, chắc đổ đầy bình đi. Hiện tại giờ còn chạy 155 cây nữa, nhưng mà chắc độ đầy mình tầm khoảng 700 nghìn. Xe mình chắc độ khoảng 700 nghìn từ xăng. Rồi, lái xe. Đánh giá lại một lần nữa nha. Mọi thứ trên chiếc xe này đối với mình quá là hoàn hảo rồi, không có gì phải chê. Sau hơn một năm đi là vậy là ổn. Có nhiều anh em kêu là mới có mấy chục ngàn cây đầu, chờ qua 100 ngàn cây đi rồi thấy xe hàn nó thế này thế kia.
thôi. Qua 100 ngàn cây thì tính kiểu của 100 ngàn cây, lúc đó thì nhiều khi chạy xe đủ rồi mua xe khác đi. Còn bây giờ ta cứ hưởng thụ chiếc xe đó. Đối với mình chiếc này chạy và bảo dưỡng đầy đủ, với lại mình chịu khó chăm xe thì anh em cứ yên tâm về cái độ gọi là bền của xe. À, chạy xe mà đừng có kiểu chạy lao láo, chạy vô ép thúc nó đấy. Ép thúc nó quá thì nó chịu không nổi. Chứ còn chạy cứ bình thường như mình thì xe vẫn cứ thế mà ngon, hoạt động tốt. Nè, đèn xe đèn đỏ này, thấy xe chứ không, xe cong không? Giữ khoảng cách hộ mình, đừng có lùi lùi sát sát nó nha. Nó xui xui nó lùi lại, nó hút vô cái đuôi mình, vô cái đầu mình nữa là lúc đó báo báo nữa. Ôi, chiếc Innova mới đẹp quá đã. À, Innova 2023-24 này anh em. 24 á, đẹp không? Innova. Ở Innova hồi xưa được gọi là chiến thần chạy dịch vụ của anh em ha. Anh em thấy đã tắt cái đèn đây. Anh em thấy cái đèn nội thất đẹp không? Mình đang để một màu xanh này là màu xanh ngọc bích. Đi thường thường là để màu tím đó, hôm nay để màu xanh. Đi giữ khoảng cách hộ mình nhá. Bớt bon chen đi, kệ nó đi. Xe khi nào mình thấy cảm giác thông thoáng thoải mái rồi mình mới lên lõi sang lên kia. Giờ đi đổ xăng cái anh em. Đổ xăng cái anh em ơi. Mưa luôn. Rồi xong, mưa luôn. Mưa rồi anh em ơi. Mưa rồi anh em ơi. Mình cũng phải đổ đầy bình chiếc xe của mình. Rồi xong, mới đổ xăng xong anh em ạ. Mưa luôn rồi. Đang nghe nhạc đến nè. Rồi. Trời mưa luôn ta. Ở đây ở ngay chỗ này là chỗ trạm bom, ngay trạm thu phí nè anh em. Nó có một cái vừa qua trạm thu phí ngay trạm bom này, nó có một cái gọi là gì ta? Quán trà sữa chân châu đường đen, chứa gì sữa tươi chân châu đường đen khá là ngon. Mình hay chia sẻ với anh em á. Ôi giời, mấy idol mình gọi nè, idol tài, idol này kia gọi mình nè. Giờ mình sẽ đi quay trạm thu phí rồi mình sẽ mua một ly sữa tươi chân châu đường đen nha, không biết có không. Ui giời ơi, gì đây anh em thấy xe không, quá trời xe rồi. Đây, xe to rồi, nó ép mình luôn. Sợ thiệt. Ok. Đông quá, nè. Xe tùm lum tùm la hết, đông quá trời đông rồi. Ghê quá. Để mình bắt máy điện thoại cái đó. Tự nhiên mưa ta anh em. Đang chạy xe mưa nè. Giờ sắp tới dầu dây rồi. Giờ nha, đằng trước có một chiếc xe công, xe nó chở cái xe gì á. Giờ mình xi nhan, mình nhìn gương. Rồi, mình vượt qua luôn. Chết chà, này vượt hơi cua ghê ra. Đấy. Vượt qua cái ngọt luôn. Ok chà. Rồi, xi nhan về lại lên này. Nhìn gương. Đó. Nói chung là lái cứng thì chủ yếu là anh em chạy nhiều ngoài đường là anh em sẽ cứng thôi ha. Anh có anh em nào mà thích, mà một khi kiểu giống như là có nhiều anh em xem video của mình là xem video mình có động lực để mua xe. Hồi trước mình cũng có xem những video của những anh em khác á, để mình có động lực mình mua xe. Và khi sở hữu được chiếc xe rồi, thời điểm đầu rất là vui mừng, rất là phấn khích, rất là gọi tự hào khi có được chiếc xe. Đấy, khi anh em qua khúc được mua được chiếc xe rồi, anh em sẽ suy nghĩ lại tiếp tục lại phát triển công việc. Đấy, nói chung là nó sẽ có mỗi cái nó sẽ có mối một cái gọi là cái tâm lý khác nhau. Khi anh em chưa có sở hữu được chiếc xe nào thì anh em bắt đầu có cái kiểu khao khát đó. Ngày đêm siêu suốt ngày lướt mạng để xem video xe, suốt ngày lướt mạng để xem những cái video review xe, hoặc là có nhiều anh em biết kênh mình á, suốt ngày lên xem video của mình, xem mấy cái góc lái xe rồi coi mình review này kia để có thêm cái động lực xem nghiên cứu chiếc xe mê kiểu. Đấy,
Nói chung là thời điểm đó mình cũng đã từng rồi, bây giờ mình hiểu anh em. Những anh em nào mà đang chuẩn bị mua xe, cỡ nào cũng xem, thích lên tìm Kia K3 để xem. Hoặc là anh em thích đi cây Kia Carnival là lên phải tìm bằng được những video Kia Carnival để xem. Những anh em là mê Kia K3 là xem video của mình đó để mua. Nói chung là cố gắng anh em ơi, ước mơ thì cũng sẽ thành sự thật, cứ cố gắng là thật, ok hết. Mình cũng là một người như vậy mà. Thèm thuồng chiếc xe rồi, ngày đêm xem chiếc xe mê rồi, đến khi được sờ vào chiếc xe, chạm vào chiếc xe nó sướng gì đâu anh em ạ, ha. Đấy, còn xác định mua xe để phục vụ công việc hoặc phục vụ dịch vụ gì á thì anh em phải nghiên cứu cho kỹ nhá. Cái đó là mình nên dịch vụ, thì thời điểm bây giờ taxi xanh nó ra nhiều quá rồi, nó không có ăn thua đâu. Còn cái kiểu mà chạy như kiểu như taxi kiểu gia đình như mình cái này nè, chạy kiểu xóm làng này kia thì khó, có lâu lâu mới có kèo, khó ăn lắm. Nên là thôi, những cái video mình sản xuất ra kiểu mà chia sẻ thế này nè, anh em xem vui vẻ nhé. Và có động lực để mua xe thì ước mơ thì ai cũng phải có thôi. Mua một chiếc xe phục vụ thì cứ trong tầm kiểm soát mà mua. Còn mua xe chạy xe dịch vụ trả góp á, thì suy nghĩ thật kỹ nha anh em nhé. Mình chỉ khuyên vậy thôi, suy nghĩ kỹ tài chính, kinh tế, gia đình và khu vực mình chạy được không. Đó vậy thôi. Đó. Còn đối với mình thì đang sở hữu chiếc xe này và chạy, và nó cũng là một chiếc xe đầu tiên, xe hơi đầu tiên của mình sở hữu. Đây là cũng là một cái đam mê của mình đó. Thực sự mình mê chiếc xe này quá rồi. Giờ anh em chê thì chê, chứ mình mê thì vẫn đam mê thôi. Quay video chia sẻ nó hàng ngày rồi, chia sẻ lên video với lại mấy cái video lái xe, chạy dịch vụ hoặc chạy xe hoa, ghi lại những cái hành trình của cuộc sống, hành trình của cái cuộc đời của mình lại, để sau này 5-10 năm sau được xem lại những cái video thời đó mình mua chiếc xe này, rồi thời đó mình làm những công việc như thế này, để có một cái gì đó kỷ niệm, còn là cái thanh xuân của mình. Thôi vậy thôi anh em ạ, ghi lại cái thanh xuân của mình. Bởi vậy mình hay đăng YouTube. Đăng để làm gì? Đăng để lưu giữ những kỷ niệm, đăng để chia sẻ về những chiếc xe này cho những anh em nào đang có đam mê mua dòng xe này, quay những cái góc lái như vậy để cho anh em tham khảo nè. Lên những cái món đồ như là led nội thất rồi, gắn cục Android box rồi, mấy cái phụ kiện cơ bản của xe mình chia sẻ đó. Thì mình chia sẻ theo quan điểm cá nhân, theo quan điểm của người sử dụng. Đó nên là anh em thích thì anh em làm theo như mình. Còn với lại chia sẻ về những các mốc bảo dưỡng của xe, thì để cho anh em nào mà chưa biết gì về xe hoặc là chưa bảo dưỡng cái mốc đó bao giờ, để cho anh em tham khảo, để anh em làm theo vậy thôi. Còn mình làm video á sẽ có lúc hay lúc dở, và cũng không có nội dung gì mấy, và cũng không phải là một người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Mình quay mang tính chất là kỷ niệm vui vẻ, với lại nó không có vậy có mang lại cái giá trị gì nhiều, nên là anh em xem nó hơi nhàm chán, nhưng mà cũng được một số ít mọi người còn lại ủng hộ thì mình cũng rất là vui. Cảm ơn anh em nhé. Đấy, vẫn chỉ lái xe thôi đó. Ở đây là sắp tới Dầu Dây rồi, qua Dầu Dây, mới qua Dầu Dây rồi, sắp tới Long Thành, bệnh viện thành phố Long Khánh rồi đó. Sắp tới bệnh viện Long Khánh, sắp tới thành phố Long Khánh rồi anh em ạ. Cái đoạn thành phố Long Khánh á, cái biển mà thành phố Long Khánh á, nó hay bắn tốc độ 60 lắm. Anh em đi buổi tối cũng chú ý hộ mình nhé. Để tí nữa mình xem coi có công an giao thông không. Đấy. Còn bây giờ thì là anh em cứ chạy đúng tốc độ hộ mình gái. Tại sao anh em mình đi lên bên này, mình đi lên bên này á, định vượt lên, nhưng mà có chiếc xe khách nó tào lao, nó vượt lên rồi kìa. Mình về lại lên này đi tàn tàn. Mình đi sang lên bên này này, mình vượt lên luôn, mà xe 2-3 chiếc xe khách nó dài quá thôi, không dám vượt lên. Mình chạy bình tĩnh lắm anh em, mình chạy hiền lắm, mình không có kiểu ẩu ẩu đâu. Bây giờ chia sẻ về xe thì cũng khá là nhiều rồi, giờ chia sẻ với anh em một chút về gì ta, cá nhân đi ha. Có nhiều anh em hỏi là mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Mình 30 tuổi nhá, 95, mình cũng không có ngày giấu đâu. 95, 30 tuổi. Thiểu sử thì làm nhiều công việc rồi. Hồi xưa làm lắp ráp nhà máy ô tô ở Isuzu, ở ngay Vò Vấp, sát Mercedes á, nhà máy á. Sau làm được 1 năm chuyển sang Audi, hãng xe Audi, làm được 5 năm ở bên Audi kỹ thuật viên. Làm được 5 năm bên Audi xong rồi bắt đầu về quê, bắt đầu nghỉ 1 năm ở quê phụ ông anh làm máy múc với lại làm máy ủi với làm này kia á. Sau này bắt đầu vật liệu xây dựng á. Thì sau 1 năm cái là mình chơi với thằng bạn mình là bạn Bình. Thì Bình hồi xưa là cũng có một thời điểm là cũng chạy dịch vụ, và hiện tại giờ cũng có kèo xe chạy dịch vụ. Thì cũng thấy anh em chạy mình cũng đam mê xe cộ, cũng bày đặt gom tiền rồi mượn người ta chúc rồi mua chiếc xe để chạy nè, giờ trả nợ thế ba luôn. đó là tiểu sử cơ bản. Thì chưa có vợ nha anh em, vẫn còn độc thân vui tính nha anh em ơi.
làm tài xế là lương ba độc ba cọc ba đồng rồi, ai yêu anh em. Đấy, giờ là cứ một thân một mình là lo bên trái rồi kiếm tiền trả nợ lá rồi tính tiền rồi tiếp tục tình yêu lúc đó nó sẽ tới sau thôi anh em ơi, còn không có quan niệm mà phải lấy vợ sớm đâu, cứ từ từ rồi mình lấy. Hiện tại đang còn yêu đời lắm anh em ạ. Rồi vậy thôi. Đó là một trong những cái gọi là cá nhân về cá nhân mình một chút đấy. Anh em theo dõi mình đã lâu thì mình chia sẻ thật á, thì không có gì giấu giếm, mà có nhiều anh em giấu này kia thôi. Sao? Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà giấu với giả giếm, đúng không anh em? Mình có sao mình nói vậy, có nhiều ông kiếm ra tiền này còn giấu giếm giấu các kiểu, còn mình thì mình thực chất đó, có chạy xe thì có tiền, không có thì phải đi phụ ông anh làm việc những công việc gia đình để kiếm tiền thêm. Đơn giản, mình cũng chả phải là doanh nhân hoặc là mình cũng chả phải là một thanh niên quá là giỏi để khởi nghiệp. Mình cái tuổi của mình vẫn chưa là cái tuổi gọi là để gọi là thành công lắm, tại vì mình nghĩ là đối với mình còn cái nhiều cái để mà học hỏi nữa. Còn về cơ bản thì chủ yếu là về kỹ năng sống là phải trao dồi thêm nè, về kinh nghiệm làm ăn cũng phải trao nhiều thêm nè. Nói chung là mình thiếu hụt đủ thứ, vẫn chưa gọi là giỏi lắm đâu. Về cơ bản cũng chỉ làm giống như anh em bình thường thôi, làm công ăn lương xong rồi đang chạy cái lăng ôm chiếc xe chạy kiếm tiền bình thường vậy thôi nhá. Đấy, đừng có, mình cũng chả phải là idol gì gọi là nổi tiếng, chứ cũng chả phải là một nhân vật nào đó ghê gớm hoặc là thần bí đâu nha. Mình rất là vui vẻ với anh em, mình thoải mái lắm, mình cứ sàm sàm vậy đó anh em ạ. À, cứ vui vẻ được khúc nào thì vui, đời cuộc đời mà anh em. Cuộc đời có gì đâu mà phải lúc nào cũng có nhiều, trong cuộc sống giống như mình này hiện tại cũng rất là nhiều khó khăn mà có nhiều rất là nhiều chuyện ập tới, nhưng mà mình vẫn cứ lạc quan thôi, cứ làm đúng công việc đam mê. Công việc này mà không có thì phải nhảy sang công việc khác để kiếm tiền. Nói chung là phải lúc này lúc kia, nói chung phải xe cộ lúc nào cũng trên phương diện gọi là dịch vụ này là chỉ có là người tay trái thôi, người tay phải hết rồi, người chân trái người chân phải, từ lương từ lum hết mới sống được anh em ạ. Thôi bây giờ là thời điểm mới giống như 2024 rồi, cuối năm rồi, giờ cũng cuối năm rồi thì gần như là ai cũng tất bật cuộc sống, ai cũng tất bật lo kiếm tiền, ai cũng tất bật lo chuẩn bị có cái Tết tới nè, lo cái Tết tới nè đó, ai cũng tất bật lo toan cuộc sống gia đình vợ con, rồi người thì gần tới Tết là chuẩn bị tiền về ăn Tết, về quê ăn Tết, người thì sắp tới Tết là dẫn người yêu về ra mắt, chuẩn bị lấy vợ gả chồng, rồi người thì lo tới Tết trả nợ, rồi tùm lum tùm la hết. Nói chung là sinh ra là mỗi người có một số mệnh rồi, số mệnh của mình là như vậy nè, giờ tới tầm này nó cũng ở cái mức này thôi, chưa gọi là giàu, không phải không giàu luôn, nó ở cái mức gọi là hạng bình thường, giống anh bình thường thôi, cũng đủ ăn đủ mặc đủ sống thôi, nhiều khi cũng nào tè le thôi nha, nhiều em cũng không biết. Như cái chuyện này chỉ cá nhân thì mình không nên chia sẻ gì về nhiều. Cũng chung quy là cũng phải cũng cố gắng trong công việc, cũng cố gắng trong cuộc sống anh em ha. Cơm áo gạo tiền, nói chung là cơm áo gạo tiền đấy, vì cái chứ cơm áo gạo tiền mà làm cho nhiều thanh niên 30 chưa mình như mình chưa chịu lấy vợ đấy. Nhiều khi lên mấy cái video kiểu này nè, lái xe vào buổi tối tâm trạng anh em. Hôm bữa có video lái xe buổi tối chia sẻ nè, tâm trạng lắm, có gì đó chia sẻ với anh em thôi. Đó, tâm trạng mà đi xe một mình rồi nghe, nãy giờ nghe nhạc này suy nữa, rồi tâm trạng rồi có cảm xúc nói chuyện với anh em. Nãy giờ là khúc đầu là đánh giá xe các kiểu ha, giờ chuyển sang lại cái cảm xúc đồ. Đây bị thành phố Long Khánh nè, bình thường nó có một cái chiếc xe nó hay đậu đây bắn tốc độ nè, nhưng mà khả năng trên cái dọc đường này là chạy 60 nhá, từ bệnh viện, từ cái biển báo thành phố Long Khánh á, trước đó rồi nó có gắn biển 60 rồi, anh em cố gắng anh em chạy hết 60 cho mình vô tới thành phố Long Khánh cho mình nhá. Thật sự là có nhiều người bị bắn tốc độ đó, đêm cũng hay bắn lắm chứ không phải là không bắn đâu. Công an Suối Tre anh em, tại đây công an Suối Tre hay bắn tốc độ lắm. Đây là anh em ở tỉnh á, đi qua ở khu vực mà chuẩn bị thấy cái biển thành phố Long Khánh á, ở Đồng Nai á, thì cố gắng chạy tốc độ đúng tốc độ cho mình, 60 cho mình nhá, coi chừng bị bắn tốc độ vậy thôi. Mình sai thì mình phải chấp nhận, ví dụ như là quá tốc độ thì phải chấp nhận thôi, nhưng vì nó có gắn bảng này, gắn bảng hết này đó, cố gắng quan sát hộ mình đó. Còn mình thì mình đi quen khúc đường này rồi, tới đây là mình lúc nào mình cũng thấy hết rồi, tắt cái đèn này đó. Lúc nào mình cũng kiểu cũng chạy ru control này, mình ru đang mình ru control 60 à, mặt mình ru control 60 mất công đạp lố. Mình hay có thói quen xài ru control lắm nha, dưới ga tự động á nè,
à, lên cái led nội thất màu xanh ngọc bích này đẹp quá anh em, cái sạch chiêu hết nha. Rồi vậy thôi, à, sắp về tới nhà rồi, còn 20 cây nữa về là quay video vậy thôi. Lái xe vào buổi tối, biết đây có một kèo xe chở khách đi cấp cứu ha. Đó là nội dung của hôm nay của video của mình, lái xe tâm sự, cũng đánh giá chiếc xe của mình sau hơn một năm trời khá là ổn đó. Đối với mình khá là ổn, xe một chiếc xe khá là lành đó nhá, khá là lành. Đấy, có công an giao thông đây luôn nè. Đấy, làm gì ta, có tai nạn, có tai nạn anh em ạ. Ui sợ, giao thông nó đang nè, xe kẹt đường này cũng này này, hướng về Dầu Dây á em, hướng chiều Dầu Dây, mình đang hướng về lại nhà mình Xuân Lộc Đồng Nai. Thấy à, ghê quá. Thôi tranh thủ về thôi nè, nãy giờ là mình chạy nè anh em, nãy giờ là mình chạy được 60 mấy cây từ Biên Hòa về và mức tiêu hao nhiên liệu là 6,4 lít trên 100 cây. Rồi em thấy không, đây nhìn kỹ nha, 6,4 lít trên 100 cây. Đây là bản Premium 2.0 nha anh em, là bản Premium 2.0. Sau một năm trời chạy chiếc xe này cũng không có gì phải chê nó hết. Mình đã chạy chiếc xe này được hơn một năm rồi, thì cũng video này cũng đánh giá sơ bộ với anh em cái mức tiêu hao nhiên liệu là bình thường là đường hỗn hợp này đi từ Biên Hòa về 6,4 lít trên 100 cây này anh em. Còn chiếc xe này chạy được một năm rồi, thật sự là không có gì phải là chê hết, xe này khá là lành đối với mình. Đó, vậy thôi. À, chia sẻ với em một cái video ngày hôm nay lái xe vào một buổi tối một mình chở khách từ lên Biên Hòa, nhưng mà xe trống từ Biên Hòa về lại dưới Xuân Lộc đó, vừa quay vừa chia sẻ với anh em. Rồi đây là một trong những cái góc lái xe của mình, nó chia sẻ với anh em thôi. Về sắp về tới nhà rồi nha anh em, sắp về tới nhà rồi. Rồi quay đi quay lại cũng những video như vậy, chia sẻ vậy thôi. 6,4 lít trên 100 cây, đường quê của mình đây. Về đây đạp bật chế độ sport nè anh em, bật đây, nó chuyển sang chế độ sport nè. Đó, đạp lên một phát 180 ngọt ớt nè, lên phát 180 luôn. Nhưng mà chỗ này là chỗ khúc cua khá là nguy hiểm, là mình đi từ từ vô cua, từ từ thôi này, vô cua vẫn mượt nha anh em, vẫn gọi là mượt mà đối với mình, nói chiếc xe Kia K3 của mình đây chà, chạy vẫn sướng. Mùa 2.0 cảm giác chạy nó vẫn đá anh em, chạy vẫn sướng. Chưa mua bản 1.6 nhiều khi nó hơi yếu anh em ạ. Rồi, mình chạy thì chạy xe rất là bình thường, không có vội vàng đâu anh em. Anh xem video của mình cũng anh cũng biết rồi, cẩn thận lắm. Về quê đây chạy mới gọi là lâu lâu đạp lên cao cao chút cho xe nó hoạt động hết công suất, chứ chạy 60 50 hoài xe nó có tưởng bị vấn đề gì. Chứ xe thì máy thì mạnh rồi phải đạp cho nó hơi đá chút. Để chỗ này chó nhiều quá nè, đạp mấy bé chó đừng có bay ra đường là được rồi nhá. Nè mấy bé chó trước nè, đàn chó con nè. Buổi tối không anh em không nhìn thấy gì đâu, mình chỉ quay được buổi tối, quay góc này thì cho anh em xem được mấy cái góc lái xe thôi. Đây là 7,80 này. Nó tắt cái đèn đây đi. Đấy, anh em thấy cái nội thất nào. Xe. Anh em nào thích gắn đèn nội thất thì anh em cứ gắn thôi ha. Nó cũng không có ảnh hưởng gì đó. Đèn nội thất này dễ ổn. Chả có gì hết. Gắn lên nhìn cho xe nó đẹp. Thích gắn lên cho nhìn cho xe nó đẹp đẹp vậy đó anh em. Bây giờ là mình sẽ về nhà, kết thúc video. Và một cái buổi có kèo xe, hôm nay có một kèo xe chở khách đi bệnh viện ở trên đồng Biên Hòa Đồng Nai. Rồi sẵn tiện là cũng có một cái video lái xe cũng như đánh giá về chiếc xe này một chút, vài cái cơ bản thôi chứ không có đánh giá chi tiết, cũng như tâm sự với anh em ha, lái xe một mình đi về. Đấy, có kèo xe là quay rồi, cứ có kèo xe là bấm máy quay chia sẻ về xe cho anh em, chia sẻ về xe cũng chia sẻ về công việc một chút.
Thôi thì mình đã về được tới nhà nhé. Rồi ok. Rồi chắc là mình sẽ gieo vô nha. Anh thấy biết sao không? Mình đang gieo vô nhà nè, thì chỗ này là nhà mình đang phơi. Giờ mình chạy lên cái chạy đó, cán lên luôn. Cắn lên cái bao. Rồi ok. Rồi. Nè. Rồi kết thúc video thôi anh em. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Mấy giờ rồi? 21:44 á. Rồi, chiếc xe của mình. Rồi. Đấy, mình vừa về nhưng mà mình cán xe lên trên đây luôn. Mình cán xe, mình chạy xe lên cái chỗ bắp đấy anh em này. Giờ để lại. Đó. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Kết thúc video thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành với mình. Rồi, trời ơi trời. Rồi, hẹn gặp anh em trong những video vlog tiếp theo nha. Chắc mình sẽ kết thúc video ở đây. Một cái video vừa lái xe, vừa có kèo xe, cũng vừa tâm sự, cũng vừa nói chuyện với anh em, cũng vừa gọi là có một cái video đánh giá xe, chiếc xe của mình sơ bộ vậy. Thì hẹn gặp anh em trong những video vlog tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình, một video BOV lái xe một mình trên đường từ Biên Hòa về, cũng như là một kèo xe, cũng như là nói chuyện sơ với anh em cho vui. Và cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye bye anh em.